Còn tại Nga thì lễ hội đón năm mới được bắt đầu bằng 12 tiếng chuông, được phát đi từ Điện Kremlin cùng thông điệp của Tổng thống Putin. Trái ngược với các nước châu Âu, kinh tế khó khăn năm vừa qua đã không làm giảm được sức chi tiêu của người Nga trong dịp năm mới này. Các phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ chuyển đến quý vị và các bạn không khí đón năm mới tại đây. Thưa quý vị và các bạn, thật khó diễn tả cảm xúc của chúng tôi, những phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đang có mặt tại thủ đô Moscow lúc này khi được đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng với hàng vạn người dân Moscow. Thời tiết của Moscow lúc này là âm 7 độ. Sau đợt giá lạnh vừa rồi thì đây là thời điểm rất lý tưởng để rất nhiều người dân đổ ra đường chào đón năm mới. Chuông đồng hồ Điện Kremlin ở thủ đô Moscow điểm những thời khắc cuối cùng của năm 2012 để bước sang năm mới 2013. Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa với hàng triệu người dân Nga trước thềm năm mới. Ngay trong những giây phút đầu tiên của năm 2013, các màn trình diễn pháo hoa lớn đã thắp sáng bầu trời Moscow. Trên đồi chim sẻ gần trường đại học tổng hợp mang tên Lomonosov, hàng nghìn người dân Moscow đã đến đây tổ chức các hoạt động chào đón thời khắc trọng đại nhất trong năm. Chúng tôi đến đây để chào đón năm mới, bỏ lại đằng sau những điều không vui trong năm cũ. Hy vọng là năm con rắn sẽ mang đến cho chúng tôi trí tuệ, lòng tốt và tất cả mọi điều tốt lành. Chúc mừng năm mới. Cảm giác đón năm mới thật tuyệt vời. Chúng tôi mong đợi những điều tốt đẹp nhất, niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe. Và chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc năm mới của những người Nga đến tất cả những người Việt Nam. Hãy đến với nước Nga. Chúng tôi luôn yêu quý các bạn. Rất đông người Việt Nam ở Moscow cũng đến những địa điểm trung tâm trong thành phố để chung niềm vui đón năm mới với tất cả những người Nga. Ước nguyện sang năm mới là mọi người đều mạnh khỏe, vui vẻ và các gia đình đều hạnh phúc, nhất là cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga thì luôn luôn phát triển. Và mọi người ở đấy nói chung là cùng vui vẻ với nhau, tất cả đều tình cảm hướng về tổ quốc thân yêu của mình. Chúc mừng năm!